không gian chụp ảnh cho ngày xuân Tết Mậu Tuất 2018. Tôi lên trên đó đi Ngọc, cho quay phim lại nè. Đâu con trai, nhìn cha chụp hình coi. Ờ, nhìn cha nè, nhìn cha nè. Phủ tay đi, phủ tay. Lên trên đó đi, lên trên đó đi. Ờ à, đây, nhìn cha nè. Được rồi, nhìn cha chụp hình nè. Rồi, qua bên đây. Rồi, nhìn cha nè. Rồi, đứng vậy nha. Rồi. Đi trong con chó này Ngọc. Con chó ở trong đó. Rồi. Rồi, đó con chó ở trong kìa. Đừng có kéo qua đó, con rớt á. Đó nha Dũng nha. Được rồi. Rồi. Rồi nha, chụp con nha. Rồi. Khối khối khối. Đây nhìn ra nè. Rồi. 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 À, chụp với hai con chó. Đây nè, dính tới cây trời nhé nha. Trời. Đây là không gian chụp hình xuân Mậu Tuất 2018. Chào chào con. Chào mấy em. Qua đây nè Ngọc.
đứng đây nè con. Rồi, đứng đây nè Ngọc. Rồi, đứng đây nè. Nhìn cha nè. Yeah. Nhìn ra nè. Đây con xếp ra con. Rồi đi. Của em đâu? Đợi cha chút Ngọc. Đây là rồi nha. Đúng rồi. Nhìn cha nè. Biết đâu vậy, nhìn cha không nhìn. Rồi. Vỗ tay. Đứng đây nè, đứng đây nè. Rồi. Rồi. Đi vô trong đây nè con. Rồi. Rồi. Chụp đâu nữa không? Rồi. Giang hai tay ra luôn. Hai tay, ừ. Rồi. Rồi. Đây nè. Cửa sổ đó con ơi. Nhìn cha nè. Chưa, chút nữa đi. Ngọc à. Ngọc. Vô đây. Đợi cha chút xíu nữa, một phút nữa. Đợi lỡ rồi, đợi cha đi một phút nữa nè. Rồi đi. Nãy nhà không chịu đái, con thấy con hư không? Đái rồi. Sao vô má? Đợi cha cái nha. Rồi đi con, đi đi. Đi 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 đi. Đi đái nè.